Mình có chữ đông chín quả trứng. Đối với một người độc thân như mình thì việc đông lạnh trứng giống như là việc mua một gói bảo tồn khả năng sinh sản. Năm nay thì mình 29 tuổi, vẫn còn độc thân và đang lo sự nghiệp. Sợ rằng 40 tuổi mà vẫn chưa kết hôn thì khả năng sinh sản sẽ không còn được tốt. Bản thân mình vẫn muốn sau này có con nên đã quyết định đông lạnh trứng. Với số lượng trứng như thế này thì bác sĩ nói rằng mình có thể sinh em bé khi nào mình muốn. Đông lạnh trứng là một kỹ thuật bảo quản trứng ở trong một môi trường nhiệt độ rất là lạnh để mà bảo quản trứng trong một thời gian, và sau này thì mình sẽ sử dụng những cái trứng đó. Có khá là nhiều nguyên nhân mà mình cần phải đông lạnh trứng. Thứ nhất là những cái chỉ định đầu tiên của đông lạnh trứng ấy, là ở nhóm phụ nữ đang điều trị bệnh lý ung thư. Tức là mình biết được rằng là những cái giao tử, ví dụ như là trứng này hay là tinh trùng này, thì rất là dễ bị ảnh hưởng bởi cái điều trị cho ung thư bằng hóa chất này, bằng tia xạ này. Cho nên là ở nhóm phụ nữ này đấy, bởi vì là bây giờ mình biết được rồi là khoa học thì càng ngày càng phát triển, y học cũng thế, và cái việc mà điều trị bệnh lý ung thư ấy thì rất là tốt. Cho nên là nhiều người ấy sau khi mà điều trị ung thư thì khỏi bệnh hoàn toàn, và sau đấy thì họ vẫn có cái mong muốn để có thai. Cho nên là trước khi mà tiến hành điều trị ung thư ấy thì họ sẽ muốn là bảo quản lại trứng của họ, để mà sau đấy, sau khi mà khỏi bệnh rồi thì họ sẽ lấy cái trứng này ra để mà có con bằng cái trứng đó. Đấy là cái nhóm nguyên nhân thứ nhất. Còn cái nhóm nguyên nhân thứ hai đó là đông lạnh trứng do yếu tố xã hội. Đây là một cái nguyên nhân mà càng ngày càng có nhiều chị em phụ nữ quan tâm tới, bởi vì là với cái sự phát triển của xã hội rồi, nhiều chị em là muốn là tập trung cho công việc, hoặc là họ chưa có gặp được cái người mà họ thực sự là muốn là kết hôn và có con ở trong cái giai đoạn mà cái độ tuổi sinh sản còn tốt nhất. Bởi vì mình biết được rằng là cái số lượng trứng cũng như là chất lượng trứng ấy, nó phụ thuộc vào độ tuổi của người phụ nữ rất là nhiều. Khi mà người phụ nữ càng ngày càng nhiều tuổi, từ 30 năm tuổi trở đi, thì cái số lượng trứng sẽ giảm, cái chất lượng trứng sẽ giảm, cái tỷ lệ trứng bị bất thường ngày càng nhiều. Chính vì thế cho nên là họ muốn là gì? Họ muốn là bảo quản trứng của họ ở cái thời điểm mà cái cơ quan sinh sản họ còn tốt nhất, cái trứng khi mà còn chất lượng tốt nhất trữ lại, và sau này khi mà họ muốn kết hôn, họ muốn lập gia đình thì mình sẽ lấy trứng ở cái giai đoạn tốt nhất còn đang bảo quản đó, và sẽ có thai từ những cái trứng đó. Ngoài ra thì một số những cái trường hợp khác, như trong quá trình làm thụ tinh trong miệng thì chúng tôi cũng cần phải bảo quản trứng đông lạnh. Trong một số những trường hợp, ví dụ như là những cái trường hợp mà hiến tặng trứng này, hay là ngân hàng trứng này, hay là những cái trường hợp mà đôi khi phát sinh, tức là những cặp vợ chồng là đang trong cái quá trình làm thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng mà vì một cái lý do gì đó mà người chồng không thể lấy mẫu được tinh trùng, thì cái trứng của người vợ thì cũng phải bảo quản lại. Hay là đôi khi ở một số trường hợp ấy thì là người vợ là nhiều trứng quá, mà mình biết rằng là nếu mình làm thụ tinh trong nghiệm với rất là nhiều trứng như thế thì nó sẽ làm tăng cái chi phí của người vợ. Cho nên là ở những cái trường hợp đấy thì một số cặp vợ chồng thì họ chỉ làm 1/3 hay một nửa cái số trứng của họ thôi, còn cái số trứng còn lại thì họ sẽ đông lạnh lại để mà sử dụng sau này, hoặc là nếu mà trong trường hợp họ có con đầy đủ rồi thì họ sẽ sử dụng cái trứng đó để họ hiến tặng. Tất cả chị em phụ nữ, những ai mà mình muốn bảo tồn khả năng sinh sản của mình sau này thì đều có thể trữ lạnh trứng hoặc là đông lạnh trứng của mình lại. Tất nhiên là khi mà bạn đã có quyết định như thế thì bạn cũng cần phải được sự thăm khám của bác sĩ để đánh giá xem là hiện tại buồng trứng của bạn như thế nào, rồi là độ tuổi của bạn như thế nào, từ những cái yếu tố nguy cơ khi mà bạn đông lạnh trứng. Nhưng mà về cơ bản thì tất cả mọi người đều có khả năng là đều có thể bảo tồn cái trứng của mình. Có một bạn thì gần đây là có một bạn trẻ 29 tuổi, rất là xinh đẹp, rất là cá tính và rất là giỏi giang, nhưng mà bạn bảo bạn chưa có ý định kết hôn ở giai đoạn này. Thế là bạn quyết định là bạn nên đến để mà trữ đông trứng.
khi mà đến gặp mình đấy thì bạn cũng chia sẻ là em sau khi tìm hiểu thì em quyết định là mình sẽ bảo tồn cái khả năng sinh sản của mình bằng cách là đông lạnh trứng, có thể là 5 năm hay 10 năm nữa thì lúc đấy là em mới kết hôn. Bạn ấy đến, bạn ấy hỏi rằng là thế 5 năm hay 10 năm nữa thì lúc em kết hôn thì em có thể mang thai được không? Sau khi nghe mình tư vấn là bạn ấy hoàn toàn vẫn có khả năng mang thai từ cái trứng mà bạn ấy đông lạnh, thì bạn ấy đã quyết định là đông lạnh trứng của bạn đấy. Rồi là cũng có những cái trường hợp về tinh trùng thì không nói, nhưng mà cũng có hiện tại bây giờ có thể là do cái điều kiện môi trường càng ngày càng ô nhiễm và gì đó, cho nên là cái tỷ lệ mà phụ nữ trẻ bị ung thư cũng nhiều, cho nên là cũng có một số những trường hợp là các chị ngay khi biết là mình bị ung thư thì đã tìm hiểu và đã đến gặp mình và nói rằng là chị muốn là lấy trứng của chị bảo quản lại cho chị trước khi mà điều trị ung thư, để mà sau này khi mà chị điều trị khỏi rồi, lúc đấy được khẳng định là khỏi bệnh rồi thì chị sẽ sử dụng cái trứng này của mình để mà sau này có con từ những cái trứng đó. Trứng đông lạnh muốn được sử dụng thì mình sẽ phải tiến hành là giã đông trứng, và sau đấy thì trứng giã đông thì sẽ được tiến hành là làm thụ tinh trong ống nghiệm với lại tinh trùng để tạo thành phôi và chuyển phôi. Và như chúng ta đã biết rồi là cái tỷ lệ thành công trong một cái chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm thì nó không phải là 100%. Đây là một cái phương pháp mà cái tỷ lệ thành công cao nhất cho đến thời điểm hiện tại thì nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 60-65% thôi. Thì đông lạnh trứng cũng như thế, không chắc chắn rằng là mình sẽ mang thai, nhưng mà đây là một cái phương pháp mà mình tốt nhất để bảo tồn cái khả năng sinh sản của mình về sau này. Đông lạnh trứng hiện tại thì ở trung tâm IVF Hồng Ngọc thì nó chỉ là một phần, chỉ bằng một phần của một cái quy trình của thụ tinh trong ống nghiệm thôi, cho nên là chi phí cũng không hề cao. Thì bạn có thể là đến trực tiếp trung tâm để tìm hiểu thì chúng tôi sẽ tư vấn kỹ về mặt chi phí cho các bạn. IVF Hồng Ngọc, nơi gieo mầm hạnh phúc.